Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm Mạng. Bản thân nam chủ là người giỏi kiếm tiền, song lại dễ bị hao tán do hoang phí. Cuộc đời cũng trải qua nhiều thăng trầm, biến động mới có thể được vận thế, mới có thể có được vận thế tốt về sau. Cụ thể, vận trình của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm Mạng diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích sau đây. Gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm Mạng có cung mệnh thuộc cung Càn, trực phá, mạng đại hải thủy, nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, quan lộc, tân khổ, xương con chó, tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng. Tử vi chọn đời năm mạng Nhâm Tuất có thể được khái quát qua bài thơ sau. Nhâm Tuất số mạng như vầy, nước ở biển lớn chảy vào tràn sông, thuận sinh, gặp đặng thu đông, mạng đặng sung sướng ở không ăn hoài, sinh nhằm tháng khắc chẳng may, thìn tuất sửu mùi, dần mão chẳng hay, tưởng đâu chết hụt đã rồi, nhờ trời Phật độ thừa hồi ấu niên, số này phải giữ phải kiêng. Có khi té nặng tật nguyền chẳng sai, không phần chơi với bạn bè, bạc tiền giúp đỡ sau là phản ngay, tiền vận phải chịu gian truân, nhà cửa nhiều lớp kinh dinh đổi đời, hậu vận mới được yên thân, lập nên cơ nghiệp tuổi thời bền lâu. Tổng quan, cuộc đời Nhâm Tuất năm Mạng phải trải qua rất nhiều thăng trầm và thay đổi. Họ giỏi kiếm tiền nhưng lại không có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Dù có gặp phải khó khăn nhưng những người này may mắn gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua. Sau năm 45 tuổi, công danh sự nghiệp vững chắc, ổn định hơn. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, bản mệnh có thể đem theo vòng tam hợp dần Ngọ Tuất để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn khắc hình ba linh vật dần, ngọ, tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên thì nên thỉnh để cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân của riêng mình. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 86 tuổi. Những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của năm mạng Nhâm Tuất được chia ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 8 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn năm mạng Nhâm Tuất sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý trung nhân đến suốt cuộc đời của mình. Gia đạo công danh. Gia đạo của nam mạng Nhâm Tuất không được êm ấm, yên vui vì những sự cố từ chính gia đình họ. Nếu biết nhìn nhận vấn đề và khéo léo ứng xử thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Để hỗ trợ vận trình gia đạo luôn được yên ấm, bản mệnh hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh, chính là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, để nương nhờ sự giúp đỡ. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang, gia đình an khang, khang thái, phúc phần lớn lao. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng trước khi đến tay của gia chủ nên sẽ phát huy công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Công danh được tạo bằng chính khả năng của họ, chứ không phải bằng con đường học hành và chỉ dừng lại ở mức khá. Gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp nhưng may mắn có được quý nhân giúp đỡ vượt qua. Đến năm 47 hoặc 48 tuổi càng có nhiều triển vọng và cơ hội khẳng định bản thân. Tiền tài ở mức vừa đủ đã là một điều hạnh phúc với nam mạng Nhâm Tuất vì họ là những người coi trọng đời sống tình cảm hơn bất kỳ một thứ vật chất nào trên đời. Tuổi hợp làm ăn. Nhâm Tuất nam mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần và Tân Tỵ để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, dễ đạt được thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng.
Muốn vợ chồng hạnh phúc trong viên mãn, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không cần phải lo nghĩ chuyện gì, Nhâm Tuất Nam Mạng nên kết duyên với những tuổi hợp với mình về đường tài lộc và tình duyên như sau: Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, thắm thiết, nhưng cuộc sống chỉ vừa đủ chi tiêu chứ không dư giả khi bạn kết hôn với các tuổi Giáp Tuất, Canh Thìn và Mậu Thìn. Quý Mùi và Tân Mùi, nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên, đó là vào các năm 19, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi, bạn nên tránh kết hôn. Nam mạng Nhâm Tuất sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 10 âm lịch thì thường có số đa thê hay gặp nhiều trắc trở trong chuyện thành lập gia thất. Tuổi Đại Kỵ, Nhâm Tuất Nam Mạng không nên cộng tác hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình như Đinh Sửu, Kỷ Mão, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão và Quý Dậu, Đinh Mão. Nếu kết hợp với những tuổi này thì Nhâm Tuất cần phải biết nhường nhịn, chia sẻ, lắng nghe đối phương của mình nhiều hơn để tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ. Nếu chốt lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn nên duyên vợ chồng thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Nhâm Tuất Nam Mạng có đại hạn vào các năm 27, 25, 31, 33 và 42 tuổi. Bạn cần hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, đề phòng những bất lợi, đau ốm, bệnh tật, tai ách bất ngờ. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông vào những năm này. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều mâu thuẫn xích mích. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì Nhâm Tuất Nam Mạng nên lựa chọn ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn để khởi hành. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, dễ được thành công, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, chuyện tình cảm có nhiều phiền muộn. Năm 21 tuổi, bạn phải hứng chịu nhiều thất bại. Để bù đắp cho những vất vả trước đó thì đường công danh của năm 22 tuổi sẽ vô cùng thuận lợi. Đến năm 23 tuổi, công danh vẫn tiếp tục phát triển nhưng sẽ có nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn, đan xen xảy đến với nhau. Năm 24 tuổi, bạn có hạn vào mùa đông, đặc biệt là vào tháng 11 âm lịch. Phải hết sức thận trọng trong mọi việc. Năm 25 tuổi, không nên xuất hành đi xa hay quá tin tưởng bạn bè mà dễ bị lừa gạt. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi có tin vui đặc biệt đến với bạn. Chuyện tình cảm và tài vận đều vô cùng tốt đẹp vào năm 27 tuổi. Trong khoảng thời gian từ 28 đến 30 tuổi, cuộc sống đầy đủ, dư giả, cẩn thận kẻo ốm đau bệnh tật vào năm 30. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, có thể nói đây là những năm có nhiều khó khăn thử thách nhất trong cuộc đời của bạn. Trong 3 năm 31, 32 và 33 tuổi, bạn thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Năm 34 tuổi và 35 tuổi, vận xui vẫn còn đeo bám bạn, phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc. Từ năm 36 tuổi đến năm 44 tuổi, đây là những năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bạn để bù đắp lại những khó khăn ở giai đoạn trước. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, bạn nên tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này để gây dựng cơ đồ sự nghiệp cho bản thân. Từ năm 45 tuổi đến năm 50 tuổi, có vận may vào tháng 6 và tháng 8 của năm 45 tuổi, công việc được suôn sẻ thuận lợi, có nhiều triển vọng hơn cho công việc vào năm 46 tuổi, có hạn nhẹ vào tháng giêng của năm 47 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa, hợp tác trong công việc, kẻo hao công tốn của. Những tháng còn lại đều bình thường. Năm 48 tuổi có tài lộc về đường tài vận, đến năm 49 tuổi và 50 tuổi, mọi việc đều ở mức bình thường. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi, gia đình yên ấm, yên vui. Năm 52 tuổi, cuộc sống ở mức trung bình, không có biến động đáng kể. Có hạn vào tháng 9 của năm 53 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân. Hai năm 54 tuổi và 55 tuổi, mọi chuyện bình ổn, đều như ý nguyện. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, đây là quãng thời gian yên bình. Không có bất kỳ một chuyện gì phải bận tâm lo lắng, thảnh thơi, an nhàn, tận hưởng cuộc sống vui vầy bên con cháu, tiền tài rủng rỉnh, con cháu thành đạt. Luận giải tử vi năm mạng Nhâm Tuất sinh năm 1982 về vận hạn tình duyên, gia đạo, sự nghiệp. Thay vì phải đến các thầy phong thủy để xem tử vi, thì quý vị gia chủ sinh năm 1982 có thể đọc phân tích luận giải từ chúng tôi.
Mọi luận giải trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát. Đảm bảo chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho tất cả quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn, trở ngại trong cuộc sống của mình.